Đảng bộ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng 3 tháng 2 và trao huy hiệu 40 năm 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. Tại buổi lễ đã ôn lại chặng đường vẻ vang của Đảng 91 mùa xuân lãnh đạo đất nước, đồng thời trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 3 tháng 2 cho một đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy phường trao giấy khen của quận ủy Hải Châu cho một đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Mừng Đảng, mừng xuân, Đảng ủy phường Hải Châu 2 trao 5 địa chỉ nhân đạo, mỗi địa chỉ 12 triệu đồng. Đây là kết quả việc thực hiện đợt thi đua kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do quận ủy Hải Châu phát động.